Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Việt Nam Auto Expo 2019 sẽ trở thành triển lãm cho chuyên ngành mô tô. Triển lãm quốc tế về phương tiện giao thông vận tải và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam Auto Expo 2019 sẽ được diễn ra vào tháng 6 năm 2019 tới đây với sự tham gia của khá nhiều thương hiệu mô tô hiện có tại Việt Nam, bên cạnh những cái tên quen thuộc trong ngành vận tải ô tô thương mại. Cụ thể, Triển lãm ô tô Việt Nam Auto Expo 2019 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia từ ngày 12 tới ngày 15 tháng 6 năm 2019 và ban tổ chức đã xác nhận có sự tham gia của khá nhiều thương hiệu mô tô hiện đang có mặt tại Việt Nam như Ducati, Harley Davidson, Triumph, Royal Enfield và nhiều thương hiệu trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ như Dunlop, Elite, Timson, Vietmap, Bosch, Philips, CNC Hà Nội, HGC và Daichi. Đây không phải là lần đầu tiên triển lãm này có sự tham gia của nhiều hãng xe lớn, khi mà năm 2018, triển lãm Việt Nam Motorcycle do Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam với các thành viên là Honda, Yamaha, Piaggio, SYM, Suzuki đã không được tổ chức, nên các thương hiệu mô tô nhập khẩu bắt buộc phải tìm một cơ hội quảng bá thương hiệu mới. Ngoài ra, việc thị trường ô tô Việt Nam hiện nay đã có sự tập trung vào hai triển lãm Việt Nam Motor Show dành cho các thành viên Vama và Việt Nam International Motor Show dành cho các thương hiệu xe du lịch nhập khẩu chính hãng. Trong khi đó, các dòng xe thương mại lại không thu hút được khách hàng cá nhân và không đủ chỗ tại những triển lãm kể trên. Chính vì vậy, Auto Expo trở thành sân chơi riêng của những cái tên như Daihu, Ford, Dongfeng, Gas Group, KC Motors, thậm chí V Motors, Hyundai thương mại. Việt Nam Auto Expo được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2004 và chỉ ở Hà Nội, tương tự như Sài Gòn Autotech tại phía Nam, thường là sân chơi của các hãng xe từ Trung Quốc, cũng như là nơi giới thiệu các thương hiệu xe thương mại và xe chuyên dụng tại thị trường Việt Nam. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.